này thiện hiện bản tánh của đại từ không buộc không mở bản tánh của đại bi đại hỷ đại xả cũng không buộc không mở bản tánh của đại từ không buộc không mở thì chẳng phải là đại từ bản tánh của đại bi đại hỷ đại xả không buộc không mở thì chẳng phải là đại bi đại hỷ đại xả vì sao vì đại từ cho đến đại xả rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của pháp không quên mất không buộc không mở bản tánh của tánh luôn luôn xả cũng không buộc không mở bản tánh của pháp không quên mất không buộc không mở thì chẳng phải là pháp không quên mất bản tánh của tánh luôn luôn xả không buộc không mở thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của trí nhất thiết không buộc không mở, bản tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không buộc không mở, bản tánh của trí nhất thiết không buộc không mở thì chẳng phải là trí nhất thiết, bản tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không buộc không mở thì chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của 32 tướng đại sĩ không buộc không mở, bản tánh của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không buộc không mở, bản tánh của 32 tướng đại sĩ không buộc không mở thì chẳng phải là 32 tướng đại sĩ, bản tánh của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không buộc không mở thì chẳng phải là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của quả dự lưu không buộc không mở bản tánh của quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác cũng không buộc không mở bản tánh của quả dự lưu không buộc không mở thì chẳng phải là quả dự lưu bản tánh của quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác không buộc không mở thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác vì sao vì quả dự lưu cho đến quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không buộc không mở, bản tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không buộc không mở, bản tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ Tát, bản tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không buộc không mở thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của pháp thế gian không buộc không mở bản tánh của pháp xuất thế gian cũng không buộc không mở bản tánh của pháp thế gian không buộc không mở thì chẳng phải là pháp thế gian bản tánh của pháp xuất thế gian không buộc không mở thì chẳng phải là pháp xuất thế gian vì sao vì pháp thế gian pháp xuất thế gian rốt ráo thanh tịnh